Các bác thân mến, mở đầu video clip lần này em sẽ cùng các bác cùng vào nghe và thưởng thức một đoạn chất âm trên bộ cấu hình gồm có cặp loa Pioneer CSF7000, thứ hai đó là chiếc âm ly Sansui 207 và thứ ba đó là chiếc đầu CD Mazda 53. Rồi sau đó em sẽ cùng các bác sẽ đi quan sát cụ thể về tình trạng cũng như là về cấu trúc driver và cũng như tìm hiểu sơ qua về thông số kỹ thuật của từng mẫu sản phẩm. Và cuối cùng thì em sẽ báo giá cụ thể cho từng mẫu sản phẩm để các bác có thể nắm được và cân đối về tài chính của mình. Và sau đây thì em xin mời các bác cùng vào nghe và thưởng thức một đoạn chất âm trên bộ ba sản phẩm này khi chúng ta kết hợp với nhau. Đây là một bộ cấu hình nghe nhạc vàng rất là tuyệt vời và nó có mức giá rất là rẻ thôi. Dễ dàng để ai cũng có thể sở hữu cho mình những bộ cấu hình nghe nhạc vàng rất là tuyệt vời trong gia đình như thế này. Vậy thì các bác nghe thấy chất âm của nó rất là tuyệt vời. Hãy tặng em hoa xinh cài lên tóc màu tím mây chiều. Đẹp ngây ngất đôi quê chiều hôm gió lộng tỏa đầy hương. Tình ơi chớ quên, để một lần cùng anh về chốn cũ núi đôi tình liêng. Vẫn cành sim dưng dưng cài lên tóc mà xót xa. Như vậy vừa rồi thì các bác cũng đã vừa được thưởng thức chất âm của bộ cấu hình này có thời lượng vào khoảng gần 3 phút. Các bác nghe thấy chất âm của nó rất là tuyệt vời rồi. Và sau đây thì em sẽ cùng các bác sẽ tiến lại gần để chúng ta quan sát cụ thể về cấu trúc driver cũng như là về tình trạng của bộ ba sản phẩm này. Và sau đó thì em sẽ báo giá cụ thể cho từng mẫu sản phẩm để các bác có thể nắm được và cân đối về tài chính của mình. Các bác nhìn thấy đây là cặp loa Pioneer CSF7000. Các bác thấy rất là rõ, đây là dòng model nó sử dụng 3 đường tiếng, một loa bát có đường kính là 25cm. Các bác thấy thì nó sử dụng màng giấy này, gân vải lụa này, một loa chung giấy và một loa chép giấy. Như vậy thì các bác thấy về cấu trúc driver của nó thì đều sử dụng vật liệu bằng giấy cả, bát giấy này, chung giấy và chép giấy. Nó sử dụng một lỗ thông hơi được bố trí nằm ở phía trước. Các bác nghe thấy chất âm của nó tiếng rất là ấm áp như lại rất là chi tiết. Đây là một cặp loa có thể các bác nghe nhạc vàng thì cực kỳ là tuyệt vời rồi. Cặp loa này thì nó có trở kháng là 8 ohm và có công suất là 70W trên một loa. Đối với những dòng loa nghe nhạc thì các bác thấy công suất 70W trên một loa thì thoải mái để các bác có thể nghe nhạc trong không gian phòng của các bác 20-30m2 rất là ok.
Và cặp loa này thì có mức giá là 9 triệu 500.000 đồng. Các bác nghe thấy một cặp loa có mức giá dưới 10 triệu đồng nhưng chất lượng âm thanh của nó đem đến rất là hay. Đó là cặp loa Pioneer CSF7000. Các bác thấy sản phẩm thứ hai đó là chiếc âm ly Sansui AU207. Đối với dòng model này thì các bác lưu ý nhé, nó rất là nhỏ gọn thôi, nhưng mà chiếc âm ly này thì có mức giá cũng rất là rẻ, có mức giá là 3 triệu đồng nhưng mà chất lượng âm thanh nó rất là hay. Các bác nghe thấy lúc nãy chất âm của nó đem lại rồi. Đối với dòng này thì nó sử dụng hai con tụ lọc, một biến thế nguồn và nó sử dụng 4 con sò sắt. Đấy. Các bác lưu ý nhá, nó sử dụng 4 sò sắt, do đó nó đem lại chất lượng âm thanh rất là hay, tiếng rất là đậm đà. Đấy. Và chiếc âm ly này thì nó có trở kháng từ 4 đến 16 ôm và nó chỉ sử dụng đánh có một cầu loa duy nhất thôi, có công suất lên đến 80W, đấy, chạy nguồn điện 100V. Chiếc âm ly này thì có mức giá 3 triệu đồng này. Ở phía trên thì các bác nhìn thấy đây là một chiếc đầu CD của hãng Mazan, đó là dòng model 53. Chiếc đầu này thì cũng chạy nguồn điện 100V. Mazan thì chất của nó đem đến tiếng rất là mềm. Đấy. Đây là chiếc đầu chạy CD chuyên nghiệp. Chiếc đầu này thì có mức giá là 6 triệu đồng. Các bác thấy thì tổng bộ 3 sản phẩm này thì có mức giá là 18 triệu 500 nghìn đồng. Nếu như các bác không sử dụng nguồn phát từ chiếc đầu CD thì các bác có thể sử dụng nguồn phát từ trên mạng xuống. Các bác có thể cắm trực tiếp vào chiếc âm ly Sansui 207 này thôi. Và các bác đưa ra loa thì rất là ok rồi. Và chỉ cần loa mới lại âm ly thôi. Có mức giá là 12 triệu 500 nghìn đồng là các bác được sở hữu ngay bộ đôi sản phẩm nghe nhạc vàng rất là tuyệt vời. Còn tuy nhiên thì đối với những dòng đầu CD thì nó cũng có cái hay của nó rồi. Tuy nhiên thì các bác có thể nghe nhạc mạng thì nó cũng rất là đa dạng và phong phú. Tuy nhiên thì chất lượng âm thanh của nó thì không thể bằng CD được. Nếu như các bác nghe chuyên hoặc là các bác có thể đầu tư thêm một chiếc đầu CD nữa, có mức giá cũng chỉ vài triệu thôi. Các bác có thể sử dụng những chiếc đầu có mức giá rẻ hơn, có mức giá vào khoảng tầm 2-3 triệu thì cũng rất là nhiều. Đối với những việc sử dụng những chiếc đầu CD thì các bác nghe thấy âm thanh của nó cũng có độ chi tiết và tách bạch hơn. Còn tuy nhiên thì tùy theo cái sở thích cũng như là cái điều kiện kinh tế để các bác có thể sở hữu cho mình những chiếc đầu CD, hoặc là các bác có thể không sử dụng những chiếc đầu CD, các bác có thể sử dụng nguồn phát từ trên mạng, từ TV, điện thoại, iPad thì các bác có thể cắm trực tiếp vào là chúng ta có thể nghe nhạc rất là tuyệt vời rồi. Như vậy thì các bác thấy bộ ba sản phẩm này thì có mức giá là 18 triệu 500 nghìn đồng nhưng mà chất lượng âm thanh thì các bác cũng đã được nghe và thưởng thức rồi. Chất âm của nó đem đến rất là trong và cái độ chi tiết rất là tuyệt vời. Ở trong phân khúc tầm tiền thì theo cá nhân em thì đây là một bộ cấu hình rất là xứng đáng để các bác lựa chọn những sản phẩm như thế này để nghe nhạc. Đặc biệt là chất âm của cặp loa Pioneer F7000 này. Có thể nói ở trong cái phân khúc của Pioneer dưới 10 triệu thì các bác đều đã biết nó có rất nhiều những mẫu model khác nhau. Đây là những dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp cho nên thì nó đem lại chất lượng âm thanh rất là hay. Các bác nghe thấy tiếng của nó rất là tuyệt vời. Và sau đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip ở đây.